Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Somato Hường. Trong video này sẽ chia sẻ tiếp theo trong bộ video xây kênh YouTube để kiếm tiền Clickbank với Affiliate Marketing ở trên YouTube lần trước. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái nội dung là làm thế nào để cài những cái phần mặc định cho kênh, rồi cài những cái phần mô tả mặc định cho kênh và mô tả kênh để hoàn thiện cái video. Hôm trước Hường đã hướng dẫn cho các bạn cách làm video rồi, các bạn có nhớ hay không? Nhớ tải video xuống, chỉnh sửa đàng hoàng và up nó lên SEO như bữa giờ Hường có hướng dẫn từ đầu tới giờ đấy. Thì các bạn hãy làm theo từng bước tới thời điểm này thì gần như là các bước đã gần được hoàn thành rồi. Ngoài ra còn có một số cái công cụ làm video khác thì các bạn có thể tham khảo ở trên mạng, trên YouTube. Hoặc là Hường sẽ sắp xếp thời gian làm thêm một số video hướng dẫn một số cái công cụ khác nữa. Như hôm trước Hường đã chia sẻ rồi đấy. Nếu như các bạn chưa có nhiều kinh phí để sử dụng một cái công cụ làm video tuyệt vời như Vietnami, tức là cái công cụ làm video miễn phí, có giọng nói, có hình ảnh, có chữ và nó được tự động cập nhật những cái hình ảnh tuyệt vời như thế, thì các bạn có thể tham gia vào trang thành viên, tức là membership site của Hường, được sử dụng trong vòng 1 năm với chi phí tiết kiệm cho các bạn hơn 10 lần, hơn 15-20 lần gì đấy. Thì để cho các bạn có thể sử dụng thoải mái các công cụ khi mà ban đầu các bạn chưa có nhiều kinh phí, còn sau này khoảng cỡ 1-2 năm sau khi mà các bạn có một cái dòng thu nhập ổn định rồi thì các bạn có thể tự mua những cái công cụ bản quyền đó sử dụng cho riêng mình, cũng như là sau này các bạn khám phá thêm những công cụ khác thì có thể sử dụng. Ok, thì đăng ký thì các bạn hãy nhắn tin trên fanpage Tomato Hường thì Hường sẽ các bạn trợ lý của Hường sẽ trả lời. Ok, bây giờ Hường sẽ hướng dẫn làm nào để cài mặc định cho kênh. Bây giờ Hường sẽ có một cái bài nội dung Hường đã soạn sẵn ở đây. Một cái bài soạn sẵn ở đây để cài mặc định cho kênh nha. Ví dụ như là mình sẽ vào cái kênh của mình vừa mới tạo ra. Đấy, kênh này. Và bây giờ mình cài mặc định, tức là mình sẽ bấm vào cái chữ cài đặt này. Kênh. Chung này, đơn vị mặc định kênh. Rồi chế độ mặc định video tải lên, tức là tất cả những cái video tải lên nó sẽ có cái phần mô tả, có cái phần mô tả căn bản. Có phần mô tả căn bản bởi vì là có những cái phần nó lặp lại, mất công mình phải viết lại cái nội dung thì rất là mất thời gian đúng không? Ví dụ follow me on social media. Đấy, thì chúng ta sẽ để phần mặc định ở đây. Gì đây? Mặc định tiêu đề quá dài. À, cái này không phải tiêu đề, sorry, bỏ cho ở dưới. Tiêu đề thì thôi, khỏi cần bỏ mặc định tiêu đề, mình chỉ ở phần mô tả thôi. Follow me on social media rồi nè. Rồi tiếp tục còn cái nội dung gì mình lấy mặc định nữa nè. Cái đây là sản phẩm, thì tại vì kênh của chúng ta sẽ có nhiều sản phẩm ở trong cùng một ngách khách hàng, vậy nên là mình không có để mô tả. Mình sẽ để ví dụ như là mình sẽ để là recommend products. Tức là ở đây sau cái chữ này là mình để cái link sản phẩm của mình vô. Tùy vào video, ví dụ cao huyết áp thì mình để sản phẩm cao huyết áp, còn nếu tiểu đường thì để video tiểu đường, đau đầu thì để video đau đầu, vân vân, thì chúng ta có thể là bấm vào copy nguyên cái đoạn này. Rồi chúng ta để cái phần cài đặt mặc định ở trên đây, tức là tất cả những khách hàng, những cái video chúng ta tải lên thì nó đều có những cái dòng mặc định như này. Ok, nhớ cái dòng này là cái dòng về sản phẩm đề xuất nha. Rồi ok, bây giờ mình kiếm thêm một số cái dấu nữa bỏ vô cho đẹp. Mình lên Facebook đi. Rồi ví dụ như chúng ta sẽ chọn một cái dấu gì? Kiếm một cái dấu trên Facebook bỏ qua. Ví dụ như là chúng ta sẽ có dấu này đi. Rồi dấu nào nữa? Dấu này đi, này đi. Ok, bây giờ mình copy cái này, bỏ qua kênh. Ví dụ như mình muốn là recommend products, mình muốn dấu nào? Đấy. Để cái dấu này là dấu recommend products này. Rồi cái này là dấu mình xuống social media đi. Follow me on social media thì Twitter. Một cái thôi. Pinterest. Blog. Link.
Thì các bạn có thể là chọn những cái dấu khác nếu bạn thích. Mình để recommend products này. Rồi cái này là mô tả thêm về một cái kênh YouTube của mình. Đấy, rồi như vậy thôi. Please subscribe. Vậy thôi, rồi chế độ hiển thị là mặc định nó sẽ là ban đầu nó sẽ là công khai, nếu mà mình muốn cài chế độ riêng tư thì cài. Còn bây giờ một số cái từ khóa thẻ, một chỗ thêm thẻ ví dụ như healthcare, mình để cái tên kênh của mình vô. Tức là những cái thẻ tắt mặc định ban đầu thì nó sẽ là những cái thẻ tắt đấy. Mình sẽ nói gì nữa này. Mình sẽ để một số cái từ khóa mặc định. Natural home remedy đi. Khóa mặc định ở đây. Rồi. Gì nữa? Natural remedy. Đấy. Rồi home remedy. Nhiều từ khóa mặc định đấy. Rồi còn lại thì muốn thêm gì thêm tùy vào mỗi video. Ok. Rồi chúng ta lưu nó lại. Kể từ thời điểm này khi mà chúng ta tải bất kỳ video nào lên thì cái phần mô tả của chúng ta đã có sẵn những cái nội dung chúng ta vừa cài rồi. Ok, bây giờ Hường thử tải một cái video mới lên nha. Tải video lên, chọn tệp. Video ví dụ như là đây, video hôm qua làm đấy. Rồi, nó đã có cái tiêu đề, đây là cái tiêu đề của cái file của mình đấy. Tiêu đề file của mình. Rồi nó có những cái phần recommend products này. Rồi chúng ta sẽ điền thêm cái link sản phẩm ở đây. Rồi đấy, tiếp theo và hình thu nhỏ. Chúng ta sẽ cài danh sách phát. Rồi blog show xong. Rồi không gây cho trẻ em, tức là không phải nội dung cho trẻ em. Rồi đây nó có một số từ khóa mặc định chúng ta đã cài. Rồi bấm tiếp. Bấm vào đây nó chưa tải lên xong đó, nên là cái phần này nó bị chìm. Thôi không sao, tiếp nó. Rồi tiếp nó. Rồi chúng ta chọn không công khai đi. À, riêng tư đi, chưa chỉnh sửa xong. Tí nữa chỉnh sửa xong thì Hường sẽ public nó. Bây giờ mình lưu nó lại. Ok, đấy là phần cài mặc định cho video tải lên. Đồng thời chúng ta cũng tùy chỉnh, tức là mô tả cái kênh của mình. Ví dụ như là bấm vào giới thiệu đi. Đấy, chúng ta sẽ hôm trước mà mình để giới thiệu tạm tạm thôi. Rồi ok. Tùy chỉnh kênh. Xây dựng thương hiệu, thông tin cơ bản. Ok, bây giờ mình đổi cái thông tin khác ở đây cũng được. Mô tả kênh, hoặc là bổ sung thêm. Phần mô tả kênh này. Cái này là do hôm trước mình chỉ mô tả về cái bệnh cao huyết áp thôi. Trong thực tế cái kênh của mình thì có rất là nhiều sản phẩm khác nhau. Nó phù hợp với cái tệp là những người họ bị bệnh, họ ở cái độ tuổi hơi già già tí, tức là trên 50 đấy. Thì chúng ta sẽ đổi lại cái phần mô tả chút cho nó phù hợp. Ok, URL của kênh thì sau khi cái kênh của mình nó lên sub cao hơn vài trăm sub thì mình hãy đổi cái tên nó thành cái tên thương hiệu của mình. Ok, như vậy thôi, bấm luôn xuất bản nó. Hường vừa chia sẻ xong là làm thế nào để có thể là cài được cái phần mặc định với cái mô tả kênh. Tuy nhiên có một cái phần nữa chắc là các bạn đang thắc mắc làm thế nào để có thể viết được những cái bài content hay để chúng ta làm video là cái số 1. Hoặc viết những cái bài content hay để chúng ta để trong phần mô tả video là số 2. Làm thế nào để có thể viết những cái bài content hay để trong cái phần mô tả của cái kênh. Hoặc làm thế nào để viết cái bài content hay để viết phần mô tả của video. Đấy thì và cái phần content thì đáng lẽ Hường cũng chia sẻ. Tuy nhiên mà Hường nhận được một số phản hồi đó là tại sao một cái chương trình mà họ phải học viên họ phải trả phí rất là cao, xong khi ở cái kênh này Hường chia sẻ miễn phí thì nó cũng thấy cũng bất công cho các bạn trả phí đúng không? Và Hường cũng muốn là những bạn làm những cái kênh này thực sự là cam kết và mình phải thực sự tâm huyết đầu tư về mặt thời gian, công sức, tiền bạc để cho cái kênh của chúng ta nó tốt hơn cũng như là tạo dòng thu nhập của chúng ta cao hơn trong vài tháng tới, một năm tới hoặc là một vài năm về sau đó, nhiều năm về sau đó để mình có một cuộc sống tự do hơn. Hiện nay thì cái việc làm affiliate marketing có cuộc sống tự do, phong cách sống tự do với một chiếc laptop thì nó cũng rất là bình thường rồi. Nhiều bạn đang làm được điều đấy và chúng ta không ngừng. Nếu chúng ta thực sự đam mê thì hãy làm nó ngay từ bây giờ. Ok, còn cái phần content ấy thì có một cái chương trình, một cái khóa học đào tạo về content ở dưới phần mô tả. Làm thế nào để có những cái bài content này
riêng dành cho affiliate marketing thị trường Mỹ. Đây là cái nội dung content riêng cho các sản phẩm ở trên Clickbank nha, hoặc là những cái sản phẩm khác tương tự các sản phẩm trên Clickbank và quảng bá tại thị trường Mỹ. Thì các bạn muốn quan tâm tới chương trình này thì hãy xem phần mô tả để các bạn biết làm thế nào để viết những cái bài content hay, để cho có những cái video hấp dẫn này, rồi viết content cho phần mô tả, phần viết bài để giới thiệu cái content của mình, rồi lại có những cái phần mặc định cho kênh, rồi viết bài đăng lên Facebook, vân vân. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hãy bình luận dưới video này một điều gì đó, hoặc là đặt những câu hỏi để Hường trả lời cho các bạn. Hãy tham gia vào nhóm Zalo và nhóm group Facebook mà Hường đã để dưới phần mô tả, hoặc là cái phần bình luận ghim ở dưới cái video này. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Hãy xem video kênh YouTube của Hường mỗi ngày nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Hường.